Rồi các bạn nghe rõ chưa? Bạn nghe rõ cô nói chưa? Nghe được rồi đúng không nó? Có dập không? Có bị dập nữa không? Rồi ok ha, chúng ta tiếp tục nha. Như cô nói chúng ta học hết cái ngữ pháp này liên quan đến IK nữa là chúng ta không còn một cái ngữ pháp nào liên quan đến trợ từ. Chúng ta bước qua một giai đoạn trợ từ rồi đó. Chúng ta bước qua giai đoạn trợ từ xem như là những trợ từ gì chúng ta cũng nắm bắt được hết. Trợ từ ưng nưng dùng khi nào? IK dùng khi nào? Ưng rưng dùng khi nào? E và ề sơ khi nào? Là có gì đấy? Năm cái trợ từ mà trợ từ dùng khi nào chúng ta đều nắm bắt hết rồi. Thì những việc sau này nó gì đây? Cứ theo mà dòng nước mà nó chảy thôi. Thì bây giờ chúng ta còn một ngữ pháp mà liên quan đến danh trợ từ nữa, đó là danh từ đi với IK. Vẫn là IK. Nhưng IK này không phải đi với ít tà ọc tà. IK này không phải là nó đứng sau tính từ. Để gì đây? Tính từ đấy mang danh từ đấy mang tính chất như thế nào để hỗ trợ cho danh từ. À, mà IK này còn một chức năng nữa, đó là đi với Anita. Cấu trúc Anita. Vì sao không ghi Anita? Là vì cái Anita này này, nếu như nó chia về đuôi Aoyo thì tạm thời chúng ta chia về Anie. Anieo. Anieo nha các bạn. Anieo. Còn nó khi sau này ấy, học bài 6, bài 7 gì đó chúng ta học đến cái đuôi tôn kính trang trọng thì bỏ tà đi, không có bắt chim chúng ta thêm berita thật animita nữa, cho nên nó rất là nhiều tùy theo đuôi câu nó sẽ chia về hình thức khác, mà từ gốc của nó, đuôi gốc của nó, ngữ pháp gốc của nó là animita, cho nên cô mới ghi animita này ra. Và tạm thời mình chia về đuôi ayo, mình chia về anio, còn sau này mình chia về đuôi khác thì chỉ việc lấy cái từ gốc của nó bỏ tà đi và chia thôi. Cái nào mình học gốc nó sẽ hay hơn. Vì sao? Vì mình đọc biết động từ gốc của nó để mình chia đuôi câu. À nó chia thành đuôi câu này, nó như thế này, nó chia về đuôi kia, nó như thế kia. Phải học động từ gốc, chứ không học hình thức người ta chia sẵn. Chia sẵn là mai mốt mình chỉ biết hình thức đó thôi, mình không biết nó chia về dạng khác. Đó. Thì cấu trúc này nó có nghĩa là không phải cái danh từ này đi với ika ita okta, có nghĩa là có hoặc không có cái danh từ này, có cái gì hoặc không có cái gì đó. Nhưng đi với anita thì cũng là ika, nhưng ở trong trường hợp này có nghĩa là không phải cái danh từ này này, phải không phải cái danh từ hoặc là không phải cái gì đấy. Ví dụ như hôm trước tôi cô có nói người này không phải là người Hàn Quốc, hoặc là cô nói anh này không phải là người Hàn Quốc, thì cô có người Hàn Quốc là mình có gì đây? Hangu saram mà không phải đi với Anita thì chỗ danh từ này chúng ta sử dụng cái trường hợp nào, trợ từ nào cho nó hợp lý đây? Gì cả? Hangu sarami aniyo anita. Chúng ta chia về đuôi câu, trước tiên chia về đuôi ayo trước. Đây là đuôi câu lịch sự thân thiện chúng ta học trước. Còn đuôi kính ngữ, đuôi tôn kính trang trọng chúng ta sẽ được tìm hiểu hết. Nhưng trước tiên chúng ta cho cái phần lịch sự thân thiện trước đi. Anie, anieo. Mà là Vietnam saramieo, là người Việt Nam. Vietnam saram mie đó. Câu tiếp theo, cái này không phải là quyển sách mà là quyển vở.
Chẳng hạn, không có và có không phải nó khác nhau nha các bạn. Đừng có nghĩ là cái này cô nói không phải thì các bạn dùng là như có hoặc không là cái khác nha. À có quyển sách, không có quyển sách, nhưng mà cái này không phải quyển sách. Đó, nó khác nhau hoàn toàn. Thấy không không là bắt đầu người, à chắc là giống nhau. À nhìn cho trường hợp là gì đây, phải phân biệt rõ ràng, nghĩa nó cũng rất là rõ ràng nha. À này không phải quyển sách. Y cơ sơn, y cơ sơn chết này có phát chim, có bắt chim cô cũng thêm hy vọng. Nên Ika, chi vì Ika là chi giống nhau, đúng không? Ika, Itai, Ota cũng thế. Ika mà đi với tính từ cũng thế. Mình xét có bắt chim thì đi với Y, không có bắt chim đi với K. Thằng nào đi với Ika là nó chi giống nhau. Có bắt chim thì Y, không có bắt chim thì K. Đó, mình chia rất nhiều rồi cho nên cô không ghi ra là thế. Có bắt chim thì không bắt chim. Tại vì những lần khác Ita, Ota chúng ta cũng chia rồi, mà tính từ chúng ta cũng chia luôn. Thì ở đây nó cũng đơn giản như thế. Có ba chim chúng ta cũng thêm mi trong trường hợp này. Chaki aniyo, mà là gì cũng chakiyo chẳng hạn, đặc biệt vỡ. À cái vị này không phải là giáo viên mà là bác sĩ chẳng hạn. Cô nói cái vị này, vì sao cô nói là cái vị? Vì người lớn chúng ta kính ngữ, chúng ta không nói y saram chờ saram được, mà kính ngữ của saram là bun. Thay vì y saram thì cô có y bun. Bun giống như phúc gì đó các bạn. Y bun à. Son senim, ví dụ như không phải là gì đây, à là giáo viên. Son senim, cái này cũng có bát chim, mình thêm y vào. Son senim y aniyo, mà là ươi saeyo. Bạn hỏi cô hôm nay là thứ năm mà. Oneru mukyoin이에요? Cô bảo không. Hôm nay không phải thứ năm mà là thứ sáu. À. Ở đây viết cho cô Boy nha. Boy ha. Các bạn hỏi cô oneru mukyoin이에요? Cô nói ảnhiyo. À nhiều, hôm nay không phải là thứ năm. Mokoyin Mokoyiri Mokoyin Thì liếng bát chim lên, cái này cũng có bát chim. Mokoyiri À nhiều. Và là hôm nay thứ mấy đây các bạn? Thứ sáu. Cung Cung nhoyin Cung nhoyin Đây là những trường hợp chúng ta liếm này. Mokoyin Kumoyin Kumoyin yeo Mokoyin yeo Kumoyin yeo. Nhà bạn ở tầng 3 à? Chippy sắm chân gì đó. Chẳng hạn cô bảo ai nhớ, không phải tầng 3, ở tầng 5. Không phải tầng 3 bạn à. Sắm chân, sắm chân này cũng có bát chim. Sắm chân có bát chim thì vì sắm chân gì ảnh nhiều. Ô chân nhiều.
mùng 10 tháng 10 là ngày thứ tư à? Các bạn nói là ayo, người 10 tháng 10 không phải thứ tư mà là thứ ba. Ngày 10 tháng 10 siwon sin. Siwon sin, sibin. Siwon sibin. Toyoi a, hay là cô nói thứ mấy? Ví dụ như cô cho thứ nhật thứ bảy đi. Toyoi. Toyoi. Thì anhiyo. Các bạn hỏi cô là vào ngày 10 tháng 10 này. Ngày tháng 10 đấy là có phải là gì đây? Vào là hôm thứ bảy không? Cô còn bảo là không. Hôm thứ bảy không phải thứ bảy. Mà là thứ ba, thứ hai, thứ tư, thứ năm gì đó. Chỗ này cô thêm một chữ từ ha, chữ từ rừng. Chẳng hạn siwon siwon sibiru toyoi anhiyo. Tiếp theo cô nói đây là bệnh viện à? Các bạn không, đây không phải là bệnh viện mà là tiệm thuốc. Chẳng hạn anhiyo 병원이 병원이 공과밭질로 아니 아니에요 아니에 아니에요 말라 약국 약국이에요 약국이에요. 자, 오케이 됐죠? Cô ví dụ rất là nhiều cái này cũng đơn giản đúng không? Hiểu được câu chú này chưa? Đó. Tương tự như là chợ, những chợ từ nó giống như Ika à, và đi với tính từ nó cũng giống như Dika Ita Opta. Dika nói đi với Ika Ita Opta thì mình dịch nghĩa là có không, còn cái này là không phải. Đó, nó tương tự như thế. Nên cấu trúc này cũng không có gì là gì đây à, đáng lo ngại ha. Nó cũng theo một cái trình tự như thế, nó có theo một cấu trúc, theo cái công thức như thế. Chúng ta cứ lấy cái công thức đó và chúng ta cho vào bài thôi. Bây giờ cô cho làm vài câu được không? Làm thử vài câu nha, để kết thúc cái phần ngữ pháp của bài số 5 này ha. Bây giờ cô cho thử vài câu. Câu thứ nhất: hôm nay là sinh nhật bạn à? Hôm nay là sinh nhật của bạn à? Hôm nay là sinh nhật của bạn à? Bạn kia mới bảo hôm nay là sinh nhật của bạn à. Bạn kia mới bảo không phải hôm nay, không phải hôm nay, mà là ngày mai. Không phải hôm nay mà là ngày mai. Câu tiếp theo:
câu số 2. Ngày mai là thứ hai à? Ngày mai là thứ hai à? Ngày mai là thứ hai à? Bạn kia mới trả lời. Không. Không phải. Thứ hai mà là thứ ba. Không, không phải thứ hai mà là thứ ba. Không, không phải thứ hai mà là thứ ba. Không, không phải thứ hai mà là thứ ba. Kia là tiệm giặt ủi à? Kia là tiệm giặt ủi à? Kia là tiệm giặt ủi à? Bạn kia mới bảo không, không phải tiệm giặt ủi mà là tiệm làm tóc. Tiệm tóc đấy. Không, không phải tiệm giặt ủi mà là tiệm tóc. Cái này là từ điển à? 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 Bạn kia mới trả lời không, không phải từ điển mà là bản đồ. Không phải từ điển mà là bản đồ. Tiếp theo, tuần này bạn đi du lịch à? 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 Bạn kia mới trả lời không phải tuần này mà là tuần sau. Không phải tuần này mà là tuần sau. Không phải tuần này mà là tuần sau.
Tiếp câu tiếp theo. Ngày 5 tháng 5 là ngày lễ bố mẹ à? Ngày 5 tháng 5 là ngày lễ bố mẹ à? Ngày 5 tháng 5 là ngày lễ bố mẹ à? Ngày 5 tháng 5 là ngày lễ bố mẹ à? Bạn Kim mới trả lời. Không, không phải ngày lễ bố mẹ mà là ngày lễ thiếu nhi. Không, không phải ngày lễ bố mẹ mà là ngày lễ thiếu nhi. Rồi câu cuối cùng nha. Cái cặp này là 140.000 à? Cái cặp này là 140.000 à? Cái cặp này là 140.000 à? Bạn kia mới trả lời. Không, không phải 140.000 mà là 130.000. Không, không phải 140.000 mà là 130.000. Không, không phải 140.000 mà là 130.000. Cô đọc bao nhiêu câu ở lớp? Lớp đếm lại cho cô thử bao nhiêu câu. Bảy câu đúng không? Còn một câu cuối cùng thì thành 8 câu ha. Câu tiếp theo. Nhà của bạn, nhà bạn là tầng 7, nhà của bạn là tầng 7, phòng 705 mà. Nhà của bạn là tầng 7, phòng 705 à? 705 đấy. Nhà của bạn là tầng 7, phòng 705 à? Bạn kia mới trả lời. Không, không phải 705 mà là 709. Không phải 705 mà là 709.
Rồi các bạn làm cho cô đi ha. Hầu như là từ vựng có hết ở trong mình học, và mình học đã rồi hết rồi. Và từ vựng hầu như không có gì là mới ha.